Chào mừng các bạn học sinh đến với bài giảng trực tuyến của khối 3, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Tiết học ngày hôm nay, thầy và các bạn sẽ cùng học môn tự nhiên xã hội và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loài cá, một loài động vật vô cùng gần gũi với chúng ta. Vậy, loài cá có những đặc điểm gì quan trọng nào? Thì muốn trả lời được câu hỏi đó, thầy mời các bạn bước vào nội dung bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ gồm có 3 hoạt động. Hoạt động 1 là tìm hiểu các bộ phận của cá. Hoạt động 2 là chúng ta sẽ tìm hiểu về sự đa dạng của các loài cá. Và hoạt động 3 chúng ta sẽ tìm hiểu về lợi ích của cá đối với đời sống của con người. Trước khi vào nội dung của bài học ngày hôm nay, các bạn hãy kể tên các loài cá mà các bạn biết cho thầy nào. Thầy nghe rất là nhiều tên của các loài cá rồi, như là có bạn kể cho thầy là cá chép nè, cá rô nè, cá phi nè, cá thái tượng nè, hay có một số loài cá khác nè, giống như là cá mập nè, hay là cá sấu nè. Đúng rồi, loài cá rất là vô cùng phong phú. Thì ở đây thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một số loài cá nha. Thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một số loài cá như sau. Đầu tiên là con cá mập nè. Rồi, ở đây là chú cá hề, một nhân vật hoạt hình rất là nổi tiếng mà chúng ta đã được xem từ cách đây rất là nhiều năm rồi đó. Hay như là cá ngừ đại dương và cá ba sa là những loại cá được nước ta xuất khẩu nhiều nhất ra bên ngoài thế giới. Hay là chú cá vàng nè, chúng ta đã từng gặp chú cá vàng ở đâu ta? Đúng rồi, chúng ta đã gặp chú cá vàng ở trong những bài hát, hay chú cá vàng cũng được nuôi để làm cảnh nè. Hay là những chú cá koi mà chúng ta thấy được quan sát hay là thấy ở những cái quán cà phê hay ở các bể cá cảnh, vân vân. Như vậy các bạn thấy đó, thế giới loài cá vô cùng phong phú. Vậy cá thì gồm có những bộ phận gì nào? Thì muốn biết được câu trả lời thì mời các bạn bước vào hoạt động 1 của chúng ta. Hoạt động 1 của chúng ta sẽ là tìm hiểu các bộ phận của cá. Bây giờ thì mời các bạn quan sát nội dung của bài tập sau. Điền tên các bộ phận của con cá vào ô trống cho phù hợp. Thì ở đây chúng ta có các bộ phận của con cá như là đầu, mình, vây, vẫy, đuôi và mang. Các bạn sẽ điền vào các vị trí 1, 2, 3, 4, 5 và 6 cho thích hợp. Bây giờ thì mời các bạn thực hiện. Sau khi các bạn thực hiện, chúng ta sẽ cùng kiểm tra đáp án như sau. Ở vị trí thứ nhất sẽ là, đúng rồi, rất là chính xác, đó chính là phần đầu của chú cá. Ở vị trí thứ hai sẽ là gì nào? Thầy đã nghe câu trả lời của các bạn rồi ha, đó chính là vây của con cá. Và ở vị trí thứ ba sẽ là đuôi. Và vị trí thứ tư đó chính là vảy cá. Tiếp tục, ở vị trí thứ năm sẽ là, đúng rồi, sẽ là mình của con cá. Và vị trí cuối cùng, vị trí thứ sáu sẽ là mang. Như vậy các bạn đã điền được các bộ phận của con cá như chưa nào? Ai điền được chính xác thì hãy tự thưởng cho mình bằng một tràng pháo tay nha. Giờ các bạn hãy cùng quan sát một chú cá và hãy chỉ ra các bộ phận của chú cá này giúp thầy nào. Ồ, đây là một chú cá vàng. Vậy bạn nào có thể chỉ giúp thầy phần đầu, phần mình, phần vây, phần đuôi, phần vẫy và phần mang cá giúp thầy coi. Thầy đã nghe được câu trả lời rất là chính xác rồi. Đó chính là, đây là phần đầu cá. Đó, phần đầu rất là dễ để chỉ ha. Tiếp theo chúng ta có phần vây cá, là cái bộ phận mà có màu vàng hơi nhạt. Rồi tiếp tục chúng ta có là phần mang cá, thì mang cá sẽ nằm tiếp giáp với phần đầu, thường là ở phía sau của mắt. Hay là chúng ta có vảy, là những cái mà óng ánh lên trên phần mình của cá. Và cuối cùng chúng ta có phần mình và phần đuôi. Rồi, như vậy chúng ta đã chỉ được các bộ phận của chú cá rồi ha. Tiếp tục thì mời các bạn cùng quan sát một chú cá tiếp theo. Đây là chú cá ngừ.
Vậy các bạn hãy chỉ ra các bộ phận của chú cá này giúp thầy nào. Đầu tiên chúng ta có là phần đầu. Tiếp tục, đó chính là phần vây cá. Tiếp theo, đó chính là phần mang sẽ tiếp giáp lại phần đầu. Tiếp tục, đó chính là phần mình cá. Và cuối cùng, đó chính là phần đuôi. Như vậy các bạn có thấy điều gì đặc biệt ở chú cá ngừ này không nào? Đúng rồi, chú cá ngừ này là không có vảy. Thì cá ngừ là một trong số những loài cá mà sẽ không có vảy. Các bạn chú ý nha. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng quan sát một chú cá mập và xem coi các bộ phận của chú cá mập là sẽ như thế nào. Đầu tiên chúng ta có là đây là phần đầu. Tiếp theo là phần vây cá. Tiếp theo chúng ta có phần mang của chú cá mập là nằm sát như là phần đầu nhưng mà ở hơi xa. Nó có những rãnh nhỏ các bạn để quan sát được rồi đúng không? Tiếp theo đây là phần vảy của cá. Và đây là phần mình cá. Và cuối cùng đây là phần đuôi cá. Ở hình này các bạn có thắc mắc là cá mập nó không có cái gì để óng ánh lên giống như là cá vàng mà nó lại có vảy không nào? Ở những hình chụp này thì chúng ta thấy là chú cá mập sẽ không có vảy, nhưng mà khi mà chúng ta trực tiếp rờ trên bề mặt da của chú cá mập thì chúng ta sẽ phát hiện được trên da nó cũng có những cái phần óng ánh là vảy đó các bạn. Tiếp tục các bạn hãy quan sát lại hình ảnh của chú cá chém như sau. Đây là các bộ phận của chú cá. Và ở đây thầy sẽ đặt cho các bạn một câu hỏi, đó chính là cá thở bằng gì nào? Ở bình thường á, chúng ta thì thở bằng mũi, còn cá thì thở bằng gì nào? Theo các bạn đoán xem. Có nhiều bạn là đoán rất là chính xác rồi, chính rất là đúng ha. Đó chính là cá sẽ thở bằng mang. Mang cá có chức năng là hô hấp để lấy được oxy ở phía trong của nước để giúp cho cá có thể hô hấp được dưới nước đó các bạn. Và bên cạnh đó, ngoài những cái bộ phận trên thì bên trong của chú cá thì còn có là xương sống và các xương khác nữa. Như vậy qua hoạt động này chúng ta có thể kết luận như sau. Cá là một động vật có xương sống, sống dưới nước và thở bằng mang. Cơ thể chúng thường có vảy và có vây, đặc biệt có một số loài cá sẽ không có vảy. Tiếp theo, để xem coi thế giới của các loài cá đa dạng và phong phú như thế nào thì mời các bạn bước vào hoạt động 2. Ở hoạt động 2, tìm hiểu sự đa dạng của các loài cá. Bây giờ các em hãy quan sát các loài cá sau và trả lời câu hỏi. Câu hỏi số 1, nêu các điểm giống và khác nhau của các loài cá sau về hình dáng, màu sắc, kích thước, loài cá nào có vảy, loài nào không có vảy. Câu hỏi số 2, loài cá nào sống ở nước mặn, loài nào ở nước ngọt. Bây giờ thì mời các bạn cùng quan sát các loài cá sau như là cá chép, cá rô, cá quả, cá lóc, cá vàng, cá đuối, cá chim, cá ngừ, cá mập. Thì các bạn thấy chúng có những điểm gì giống và khác nhau nào? Đúng rồi, ở những điểm giống thì các loài cá này đều có phần đầu nè, phần vây nè, phần đuôi, phần mang. Nhưng có một số loài cá thì không có vảy như là cá ngừ hay là cá đuối. Rồi, hình dáng các loài cá thì cũng rất là đa dạng. Có loài thì thon, dài như là cá quả, cá mập, cá ngừ. Rồi, còn có những loài thì sẽ là hình dáng là hơi dẹt như là cá chim, cá đuối. Rồi còn màu sắc thì ôi thôi vô cùng đa dạng đúng không nào? Có loài thì có màu vàng nè, cam nè, có loài có màu xám nè, có loài có màu trắng pha chút đen, hay là có một loài thì có màu đen bóng như là cá quả. Như vậy chúng ta có thể rút ra được kết luận là cá có màu sắc và hình dạng rất là phong phú và đa dạng. Một số loài cá có vảy mà một số khác thì không. Thì ở đây chúng ta có là loài cá có vảy là cá chép, cá quả, cá rô phi, cá chim, cá vàng và cá mập.
Còn loài cá không có vảy, đó chính là cá đuối và cá ngừ. Bên cạnh đó, một số loài cá thì chỉ sống ở nước mặn và một số loài cá chỉ sống ở nước ngọt như sau. Loài cá ở nước ngọt thì có là cá vàng, cá chép, cá rô phi, cá quả hay chúng ta vẫn thường gọi là cá lóc. Và cá ở nước mặn thì có như là cá ngừ, cá chim, cá đuối và cá mập. Và thầy sẽ giới thiệu thêm một số loài cá ở nước ngọt cho các bạn cùng quan sát như là cá trôi nè, cá nheo nè, hay chúng ta thường hay quen gọi là cá trê, một giống của cái loại cá trê đó các bạn. Cá bóng nè, ồ, một nhân vật rất là quen thuộc trong chuyện cổ tích nào nào. Đúng rồi, đó là trong chuyện cổ tích Tấm Cám hay là loại cá chấm nữa. Đó, chúng ta có một số loài cá nước mặn như là cá ngựa nè, các bạn thấy hình dáng của chú cá ngựa này có đặc biệt không nào? Đúng rồi, nó rất là đặc biệt luôn. Nó giống như là một chú ngựa vậy đó, mà không có chân, nó chỉ có đuôi thôi. Hay là chú cá hề, một nhân vật hoạt hình chúng ta rất là quen thuộc. Hay là cá ngừ đại dương, một loài cá có kích thước khá là lớn đó. Hay là cá mao tiên, được mệnh danh là nữ hoàng của các loài cá ở khu vực biển. Các bạn có thể quan sát những chú cá này khi các bạn đến thăm cái vùng biển của nước ta. Sau khi kết thúc hoạt động 2, chúng ta có thể rút ra được những kết luận như sau. Đầu tiên, đó chính là các loài cá thì đa dạng về hình dáng, kích thước cũng giống như là màu sắc. Rồi, cá có thể sống ở nước mặn và nước ngọt. Tiếp tục, thì mời các bạn bước vào hoạt động 3, tìm hiểu lợi ích của các loài cá. Hình như các bạn đã biết đó, cá là một loài động vật rất là gần gũi với con người. Vậy theo các bạn, cá có những lợi ích gì nào? Hãy nghe rất là nhiều câu trả lời của các bạn. Các bạn nói cá dùng để làm cảnh nè, cá cũng có thể dùng làm thức ăn nè. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu về các lợi ích của loài cá nha. Đầu tiên, cá nuôi để làm cảnh như là các bạn thấy đó, như là những chú cá koi nè, cá la hán nè, hay gần gũi hơn với chúng ta như là cá vàng, cá bảy màu, vân vân. Bên cạnh đó, một số loại thức ăn quen thuộc hàng ngày cũng được làm từ cá như là cá rán nè, hay chúng ta đừng gọi là cá chiên. Rồi bún cá nè, cháo cá nè, hay là cá hấp nè, cá kho, hay là món chả cá nữa. Đúng không nào? Thì các bạn thấy rất là nhiều món ăn được làm từ cá đó. Bên cạnh đó, cá còn được dùng để làm nước mắm. Thì nếu các bạn có một lần được đến thăm Phú Quốc, thì các bạn sẽ có thể quan sát được những người ngư dân ở đó, người ta sẽ làm nước mắm như thế nào. Và bên cạnh đó thì cá còn được làm để làm dầu cá. Có bạn nào biết lợi ích của dầu cá đối với chúng ta không nào? Đúng rồi, rất là chính xác. Một bạn trả lời rất là đúng. Đó chính là dầu cá giúp cho chúng ta cung cấp một số vitamin rất là quan trọng, giúp cho chúng ta có thể làm sáng mắt. Đó, các bạn thấy đó, cá có rất là nhiều lợi ích như vậy đó. Thì để có thể khai thác được cái lợi ích của cá thì chúng ta có một số nuôi cá như là chúng ta có thể nuôi cá trong ở những ao hồ, hay là nuôi ở các hồ nhân tạo nè, các ruộng cá nè, hay chúng ta có thể nuôi cá ở những vùng biển, vùng nước khác nhau mà có đóng bè lại đó các bạn. Và một số hoạt động đánh bắt cá thì mời các bạn cùng quan sát như là câu cá nè, hay kéo phó nè, hay là úp nơm, hay là kéo lưới ở các vùng biển. Chúng ta có một số hoạt động chế biến cá như là làm khô hay là đóng gói để xuất khẩu. Như vậy, qua hoạt động 3, thầy rút ra được kết luận như sau. Cá, lợi ích của các loài cá thì dùng để làm, phần lớn là sẽ làm thức ăn, và một số thì sẽ làm thuốc hay là làm cảnh. Rồi một số khác thì đã trở thành một mặt hàng xuất khẩu ở nước ta, giống như là những loài cá như là cá ba sa hay là cá ngừ, là một trong những số các mặt hàng xuất khẩu nhiều ở nước ta đó các bạn.
Và bây giờ thầy và các bạn sẽ cùng tham gia một trò chơi để giúp cho chúng ta củng cố lại những kiến thức mà chúng ta đã học. Trò chơi mang tên đưa thuyền vào bờ. Các bạn hãy giúp những người ngư dân này đưa thuyền của mình vào bờ một cách an toàn nhất nha. Mời các bạn đến với câu hỏi số 1 để giúp cho chiếc thuyền đầu tiên được vào bờ an toàn. Đó chính là câu hỏi số 1. Cá thở bằng gì? A. Vây. B. Màng. C. Mũi. Và 10 giây suy nghĩ của các bạn bắt đầu. Hết giờ rồi, bạn nào có câu trả lời chính xác nào? Ồ, đúng rồi, đáp án của chúng ta sẽ là câu B, cá thở bằng màng. Ồ, chúc mừng các bạn đã giúp cho chiếc thuyền đầu tiên vào bờ một cách an toàn. Ồ, chiếc thuyền thứ nhất, ồ, đã vào bờ một cách an toàn rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục giúp chiếc thuyền số 2 nha. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Loài cá nào sau đây sống ở nước ngọt? A. Cá lóc, cá chép. B. Cá mập, cá lóc. C. Cá chép, cá chim. Thời gian suy nghĩ của các bạn bắt đầu. Hết thời gian suy nghĩ, câu trả lời của các bạn là gì nào? Đúng rồi, rất là chính xác, đó chính là cá lóc và cá chép. Ở câu B thì cá mập là loài sống ở nước mặn chứ không phải sống ở nước ngọt nha. Và cái câu C cũng tương tự như vậy, cá chim là loài sống ở nước mặn. Như vậy, các bạn đã đưa được chiếc thuyền số 2 vào bờ một cách an toàn rồi đó. Thuyền số 2 vào bờ nào. Wow. Như vậy, chiếc thuyền số 2 đã vào bờ rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng giúp các bác ngư dân ở chiếc thuyền số 3 được vào bờ an toàn nha. Câu số 3 có nội dung như sau. Cá có lợi ích gì? Câu A là làm thức ăn. B làm cảnh, làm thú. Câu C, cả A và B đúng. Thời gian suy nghĩ của các bạn bắt đầu. Hết thời gian suy nghĩ rồi. Vậy các bạn hãy cho thầy biết lợi ích của cá là gì nào? Đúng rồi, chính xác. Đáp án của chúng ta là câu C. Cả A và B đều đúng. Đó chính là cá vừa được làm các thức ăn rất là bổ dưỡng. Thì phần lớn các loài cá đều làm thức ăn được. Và một số thì có thể làm cảnh và làm thuốc. Chúng ta đã giúp cho chiếc thuyền số 3 vào bờ một cách an toàn rồi đó. Rồi, chúc mừng các bạn đã giúp cho các bác ngư dân ở các chiếc thuyền vào bờ một cách an toàn nha. Và qua bài học ngày hôm nay, thầy muốn nhắc nhở các bạn rằng các bạn hãy ôn tập lại thật kỹ các nội dung liên quan đến các loài cá như là cá là loài động vật có xương sống, sống ở dưới nước, thở bằng màng và chúng thì thường có vảy hoặc có vây. Rồi, phần lớn các loài cá thì được làm thức ăn. Các bạn chú ý học thật kỹ những nội dung ghi nhớ đó nha. Và tiết học đến đây là kết thúc rồi. Chúc cho các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau.